quay video. Này sẽ review cho bạn, các bạn xem hội lộ nha các bạn nha. Đây là đường D, là ở xã Linh Sở. Xã Linh Sở hôm nay là mùng 6, là hội chính thức của hội nộ, gồm tất cả rất nhiều đền. Chúng ta sắp đến hội lộ rồi nha. Hội lộ là đi khoảng độ tầm 5 phút nữa là chúng ta sẽ đến hội lộ. Vào đây hai thằng ơi. Vào đây con, vào đây. Ba cho con nhận được rồi, đi rồi. Tất cả các dòng điện thoại giá siêu rẻ. Anh nào chưa có người yêu, mỗi điện thoại đến triệu con. Ba ca trường. Ui, ui, cao lắm. Ui, ui, cái tàu hỏa cao lắm. Thank you.
khách trong này không vào không được thì bỏ qua đi em ơi, bỏ hộ thì khó lắm. Anh ngửi mặt lên đi con, mày cúi mặt xuống đi con. Ngửi mặt lên đi thì mới nhìn được thấy tổ quốc chứ này. Đây, đội kiểu này. Đấy, đội kiểu này mới nhìn được. Đội cứ đội thế đi. Ô, oh, đúng rồi, đấy, cái trống. Công nghệ cao, đến từ bên bàn tay tới phụ kiện, uy tín tạo niềm tin, các bạn là quốc tế.